Bà Tám ơi, trời ơi, bà có anh chị mà nói hoài à, tụi tôi không có tin bà đâu. Gì? Không tin hả? Tôi nói là sách, có mắt, có chứng rõ ràng rồi nghe. Thiệt không? Thiệt không bà Tám? Đây nè, nghe nè. Lại đây nghe nè. Chuyện anh sao bon gian bị vợ huynh gan lập rụng bén giữa chờ. Chuyện con chinh lăng rồi ôm của nợ tôi dai tận mắt tôi bắt tận tay chứ ở không đâu mà ngóng chuyện trong là nghe đầu nói thiệt nha mọi chuyện ở đây tôi trong đây rõ ràng không phải tôi khoe khoang rồi tôi nói càng nói tậy nghe cho nên tôi khuyên mọi người đừng có cãi lời tôi. Lâu lâu tôi buồn tôi nói giận chơi cho vui thôi à. Vậy mà con út mỏ nhọn ấy, nó ngồi lên đôi mắt á. Nghe nè. Còn lời nói ra là nhất ngôn kỳ xuất thì tư mà năng đi đừng thắc mắc làm gì. Ba mười ba. Ôi tam ơi vô gì thấu bị vô gì. Có mưa có sừng trăng cuốn đổ bông. Mà làm chi chẳng hay ho gì. Đừng để bà con u hát chê cười. Đừng để bà con u hát chê cười. Trời ơi chết rồi. Ông Mười. Ông biết ai tôi ông Mười ơi. Trời ơi có chuyện lớn rồi. Biến tôi nói không có mà. Ông ra đây. Không có đây. Có hay không? Ông ra đây. Trời ơi tôi thề luôn không có. Ra đây. Trời ơi. Người ta không nói thì thôi. Người ta nói rồi bây giờ tôi mới đi. Trời ơi ông nghĩ gì sao? Ông già rồi mà ông đi cắt cái đầu tóc bum bê vậy hả? Trời ơi. Tại thần tượng nghệ sĩ Minh Dương. Trời ơi. Cái mặt của ông có đẹp bằng Minh Dương không mà ông đi cắt cái kiểu tóc này hả? Thì kệ tôi đi mà kêu tôi ra làm cái gì? Ông ra đây. Ông nói không có phải không? Ông nói thiệt ông không có phải không? Ông ra đây là ông giáp mặt với người ta đi ba mặt một lời được có. Ở đây không phải ba mặt một lời. 1000 mặt một lời. Ở đâu có? Nhìn xuống đi quá trời. Sau lưng cũng một ề luôn. Chuyện gì vợ chồng vô đóng cửa dạy nhau bợ. Không được. Nhưng mà tôi tức bà con ơi. Ra đây bà cuối. Con cá thồi lồi nó bò lên bờ. Hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Giống như bà Tám thiệt là ở không. Đây là nghe ngóng sông dưới làng trên. Cái số học chồng lo chuyện bao đồng. Đúng rồi, người ta không chồng nên không thấy phải buồn sao. Ông cứ lông bông là trên xóm dưới. Dịch gà theo cuối cài lưới ông bỏ mê. Ông mê say đi cái chân dài chân ngắn à. Tôi nào dương dấn nở chuyện gì đâu mà chuyện ra sao tôi nào hay biết. Tôi đã nói thiệt tôi đi uống cà phê chứ nào phải đâu mê chân cao chân thấp. Ta đừng cố chấp làm tôi tức quá đi. Tự nhiên hôm nay nghi như là Tào Tháo. Tào Tháo hả? Tào Tháo hả? Nhanh tôi quái với bà lắm rồi nha.
Cái gì? Thấy tụi hiền làm tới nghe. Ông ngoại tôi hả? Ông dùng cái lỗ tai lên mà ông nghe nè. Nghe cái gì? Hả? Tôi nói. Mày nói cái gì? Bây giờ tôi không nói nữa. Mà là tôi hát. Trời, cái lộn mà cũng hát được sao? Một lát nữa thôi tôi sẽ kiếm trong bò cái thói trăng qua cài chày cài cối. Tôi cãi cái gì bà ở đây hả? Đến cả tháng nay làng trên xóm dưới họ bảo thấy ông cùng đi với mấy đứa dân dài. Không có cà phê đâu mà. Cà phê hả? Cà phê gì mà cửa đóng then cài. Trời đất quỷ thần ơi, ai mà ác mồm ác miệng, mày vẽ chuyện lạ đời thật là oan ức cho tôi. Tôi hỏi ông nè, quán cà phê gì mà nó đóng kín bưng nè, cửa đóng nè, then cài từ sáng tới tối mệt nè. Hay ông ỉ có tiền rồi hòa sức đó chơi ngông, ông để đem về một mình tôi biết cơ bóng mơ. Bình tĩnh, nghe nói nè. Tạm ơi, ôi quan cho tôi quá. Ai đặt chuyện tào lao, không biết cái chuyện tới nào à. Tài ách như hết giàu. Ông đừng hòng giấu tôi, xưa quá rồi ông ơi. Ông đi đêm đi sớm, ông mừng trớn chút kia. Ông hay đâu có tiền, và tôi cũng hết sức quách rồi. Ai nói vậy là ông hiền lắm hả? Người ta nói ông vậy là quen đúng không? Trời ơi, từng ngay lấy gian uống cà phê, vô tình cúp điện, rồi cái cầu giao điện nằm trong phòng nhỏ đó vô gạt lên vậy thôi. Sao cúp điện gì kỳ vậy? Trời ơi, khỏi đi, tôi biết rồi. Biết gì? Bà kêu tôi đây là biết có người thóc mạch rồi, thấy không? Tôi xử cho coi, khỏi nấp nữa. Ông bà lại đây, bà chạy, tôi phan chiếc dép à. Bà bước ra đây. Ai vậy? Ai vậy? Bà ra đây. Con gái trồng khoai đất này. Chị Tám. Xuống đây chị Tám. Đó. Có chị ra. Tôi mừng lắm. Sao chị Tám? Cái chuyện gì đó hồi sáng đó chị Tám. Cái chuyện hồi sáng đó. Ai nào biết, ai nào có hay. Không biết. Cái gì? Đâu có biết gì đâu. Cái gì chị không biết? Đâu có nghe biết. Hồi sáng đâu. Chị nói với mọi người rằng là ông mời tôi ổng đi. Ổng đi uống cà phê. Ông ngồi với mấy đứa chân dài. Bây giờ chị nói gì? Nó không có đâu à. Nè. Mày tới sáng bật tay cho mày. Nè, vợ chồng tôi đang hạnh phúc nè. Bởi vậy á, bà là cái thứ hỏng chồng ngồi lê đôi mắt nói chuyện của người ta. Bởi vậy ế chồng là đúng đó. Trời ơi, bà khóc cái gì vậy? Bớt lại chị. Trời ơi, sao ông chửi chị vậy? Anh khóc kìa. Anh nói sao? Anh nói tôi ế hả anh Mười? Có gì nữa? Có cái chuyện nó đúng mà chị. Vậy cũng đúng thôi. Thôi cái gì không? Tám tôi đang phòng không cho muốn đi lấy chồng. Bà không muốn đi lấy chồng mà ta ế đâu. Chồng lòng tám dần muốn quý chung. Nhưng xin anh chớ vội mừng vì tám nhiều sắc thôn tình quân. Thôi tăng. Đang chầu. Nè, khổ chầu luôn, khỏi chầu. Đừng có dùng nước mắt cá sấu của bà. Bà làm khổ nhục kế. Bây giờ tôi không nói chuyện với bà nữa. Tôi không nói chuyện với bà mà tôi xử bà. Trời. Ủa liền kia mà ta, sao kỳ á. Trời đất ơi, anh làm cái gì chị Tám vậy? Bà làm gì bà chào? Chào anh Mười. Sao? Anh bắn sao mà em nhìn lên trời không? Nói với anh nghe nha. Tuy em nhỏ nhưng mà em có võ nghe anh Mười. Em né một cái là chính xác liền nghe anh Mười. Bà biết tôi phan cái gì không nè? Anh phan cái gì vậy? Nãy chuối. Chuối đâu? Trên đầu bà kìa. Trời ơi, sao mà ông bắt? Ông thiệt thần á. Ô, vô miệng chuối anh Mười. Nít. Để rồi bao đồng
trên trời dưới đất, tiếng tâm gian lực làng đến sống để tôi được biết dành. Hôm nay tới đây mong rằng Tám tỏ bài với tôi một câu, xin cho ba mặt một lời chuyện ông mời ông đi cà phê. Cà phê? Nói vậy? Cà phê gì ta? Thấy chưa? Cà phê gì đâu? Chị nói đây, cà phê nè, ông đi cà phê. Tôi nào đâu có biết có hay. Trời đất ơi, cớ sao chị nói là gặp tôi? Hồi sáng này chị vừa nói mọi người đây, ông mời tôi ông đi cà phê. Đúng không? Chị nói rõ ràng với mọi sao? Người đây nè, mọi người học cho tôi nghe. Nói ông mời chồng của tôi đi cà phê ôm. Ông nói đây chờ, đây chờ, đây chờ. Tôi sáng mày bạc tay bây giờ tự nhiên mày dĩa tao hoài vậy, tao nói rồi nào. Chị mời, chị nói tôi gặp chị hồi nào, tôi đâu có gặp chị. Trời đất ơi, bả dỗ mùi kìa trời. Lên tới trển luôn bây giờ. Ai ai nói anh mời ôm ai? Chị đến đi. Hồi sáng này nè, chị nói với mọi người nè, mọi người học cho tôi biết. Đâu nói ông mời chồng tôi đi bia ôm, đâu đi có. Sáng đi đêm. Bây giờ chị chối, đâu chối có. Là sao? Là sao đây hả? Là sao ai biết là sao? Là nhiều chuyến tàu lao, là đắt điều gian. Để chồng chị tôi nói tiếp. Tám ơi, chị nhiều chuyện làm chi để bây giờ phải trôi. Ca tự nhiên đi đừng rặn. Mình ân quán chỉ nhau mà gieo nỗi quán tình. Trời ơi, chồng tôi ông ép quá. Em ra cái gì sao mà nhỏ thôi. Thôi, chị giết bỏ chị tôi mà chính chuyện cho đành. Có không chị ta? Không có đâu. Trời ơi, anh đại tha thứ lỗi cho tôi. Cái chuyện này là tại vì tôi nghe con Út bỏ nhọn ở đánh trên sông trên đó anh Mười ơi. Trời ơi, chỉ có chuyện như vậy thôi à. Mà chị đồn rùng thổi lên như vậy đó. Chị làm cho hai vợ chồng tôi thất điên bán đảo à. Hạnh phúc lung lay gia đình tôi xào xáo không qua. Chị gây qua thật khôn lường. Thế thành mà nói á, chị cũng dễ thương. Nhưng mà chị nhiều chuyện quá đến giờ này á, chị vẫn ơi à. Đừng anh nói đừng báo giờ nói như thế làm đau lòng em lắm anh Mười ơi. Xin hai người bỏ lỗi chuyện vừa qua. Trời ơi, bà xin bỏ lỗi, bà muốn ăn thịt tư luôn vậy. Mình ơi, bây giờ nè, em xin lỗi. Mình cái gì? Tại chị Mười kỹ vậy chứ em. Bà bước qua kia. Dạ em bước. Từ đây về sau tôi nói cho những người phụ nữ các người biết. Dạ. Cái chuyện gì cũng tương tướp lên, bớt nhiều chuyện lại đi ha. Để đi lấy chồng với người ta. Đa còn phụ bà nữ. Nữa. Dạ. Sao? Phụ nữ sanh ra phải nhiều chuyện. Lên. Nói vậy ở dưới người ta nhiều chuyện hết hay sao? Cũng có vậy chứ bộ. Lên. Có hả? Nè bà nữa, cái chuyện gì nghe thì phải điều tra cho nó thật là kỹ, thấy không? Phải đi hỏi tới hỏi lui rồi chồng mình nghi quan chồng mình như sao hạnh phúc. Em biết lỗi rồi mình, em biết lỗi tại bà Tám, bà nói chắc như bắp vậy đó. Bà nói bà thấy. Tôi xử bà sao? Đóng cửa tôi xử bà sao? Em nói bà giờ bỏ có nhiều chuyện chưa? Dạ em bỏ rồi mà tại sao em bị phải bỏ? Có chuyện nghe rồi còn không cảm ơn em tự nhiên lại bỏ là bây giờ trời bỏ đất ơi. Bỏ. Em bỏ, em hứa em bỏ. Chị nhớ nghe, bỏ nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Bà con ơi, ra đây mà coi. Con cá thòi lòi nó bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Giống như là bà ta, chỉ ta ẩu thần. Đây là nghe ngông sông dưới làng trên, cái số học chồng lo chuyện bao. Don't you?
ơi, nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho nhiều.